Duy Đỗ một lần nữa cảm ơn quý vị đã đến với kênh Vlog Duy Đỗ. Hôm nay Duy đến chùa Thái Sơn đây, mà Duy rất là may mắn được gặp mấy anh mấy chú đây nói về cái cuộc sống hay là nói về cái địa điểm du lịch ở đây. Hôm nay Duy có gặp anh chạy xe ôm. Xin lỗi anh tên gì ạ? Đức ạ. Anh Đức. Tên này luôn nè. Dạ hả? Em là Đức Duy ha. Đức Duy. Anh Đức, anh chạy xe ôm đây lâu chưa? Lâu rồi. Vậy hả? Mười mấy năm rồi. Nghe du khách đến đây đi thì nhà muốn lên đỉnh thì có dịch vụ đưa đi, là chẳng hạn như anh đưa đi đúng không? Đúng rồi. Có dạ. Anh em xe ôm đưa đi. Đông lắm. Dạ. Đông. Anh năm nay bao nhiêu tuổi ạ? 50 rồi. 50. Cũng xem tuổi mình rồi. Mình cứ anh em qua lại đi ha. Có mấy cháu anh? 4 cháu à. 4 cháu. Nhà ở đâu? Nhà ở đây nè. Rồi mấy cháu đi học đi hành hết hay có gia đình gì chưa? Nghỉ hết rồi, tại lớn hết rồi. Rồi. Hai mấy hết rồi. Dạ. Nhìn thấy trẻ quá. Em tưởng đâu anh chừng 40 à. 40 42 gì đó. Dạ anh đang nhiêu? Tôi cũng cho tương xem tuổi với anh, tuổi thân. Bạn xem nè, hai người xem tuổi nè mà thấy thấy ai già hơn ai. Chắc có lẽ là do anh sống anh vô tư ha. Tức là sống đừng có âu lo. Khoa học chứng minh rằng là muốn sống lâu, sống dai thì đừng quá sợ và âu lo cho tương lai. Cứ sống cho tốt trọn vẹn ngày nay. Cảm ơn Đức nha. Rồi em sẽ chia sẻ hình ảnh này lên cho mọi người. Mọi người ơi, mọi người có đến đây thì mọi người ngoài ra viếng thăm chùa Phật thì mọi người còn có thể dùng những cái phương tiện đi tới đi lui. Chẳng hạn như anh Đức đây là chạy xe ôm là đưa mấy người đi lên đỉnh. Giá cũng không có mắc, rất rẻ. Cái mọi người biết rồi, bây giờ một chuyến đi người với 50 ngàn mà mọi người cứ tính đi. Xăng hôm nay bao nhiêu rồi thì anh còn phải cuộc sống nữa. Rồi nào là tân trang xe. Nè mọi người xem nè, xe anh rất đẹp nha. Đó. Đi 2 triệu luôn á, đi lên 50 ngàn có 50 ngàn. Lên xuống có 50 ngàn. Lên xuống 50 ngàn mà anh tân trang xe rất đẹp không? Đó, mấy cô cậu còn trẻ ngồi xe nhìn thấy cũng bảnh bao ha. Đó, thì thôi bây giờ mọi người ủng hộ Duy. Thì mọi người vào xem clip Duy cũng cảm ơn. Và Duy cũng thay mặt anh Đức cũng cảm ơn mọi người. Nếu mà quan tâm đến đây cùng lên xuống đi xe thì đi với anh Đức. Và đồng thời Duy cũng giới thiệu luôn đó, đây nè, cô chú bán cơm ha. Đúng rồi. Đó, bán chao chai ha, bán vật dụng ha. Đó, chẳng hạn như đó nồi niêu son chảo ha. Đó, đó mọi người thấy đó, chú cũng bên kia đó cũng bán đầy đủ hết. Đó, thì mọi người đến đây không lo sợ gì hết. Có cái sợ là sợ không có tiền. Đi mà có tiền thì không còn sợ gì hết. Ăn uống hình như đây cũng có chỗ ngủ luôn hả mấy chú? Có luôn. Đó thấy chưa, lên chùa có chỗ ngủ luôn. Rồi thôi một lần nữa Duy tạm chia tay quý vị. Chương trình của Duy thì luôn luôn lúc nào cũng có câu chia tay, bởi vì hết clip thì phải chia tay. Rồi cảm ơn mấy anh nha. Và cảm ơn tất cả ha. Hỏi em trai đó có coi không đâu, cái danh thiếp em trai. Tại vì để con giải thích cho chú nghe, hiện tại bây giờ đó là con đi hơn một tuần lễ rồi. Con đi bắt đầu chủ nhật tuần rồi. Con đi lên tới gì huyện Tân, xã Tân Thành, huyện Tân Châu, là con quay nơi người ta trồng cao su, rồi quay các bến đò, quay lòng hồ Dầu Tiếng. Dạ. Có thể là nếu mà ở đây thời gian còn sớm thì em ngồi đây chỗ nào có wifi thì em tải cho anh cũng được. Nhưng bây giờ em phải đi tìm phòng trọ trước đi. Dạ. Ở đâu anh? Dạ hồi nãy em thấy chữ Thanh Nghi gì đó. Thanh Tân. Dạ. Rồi thôi bây giờ xin phép chia tay chùa Thái Sơn. Nhưng clip thì vẫn còn ghi. Ghi lại trên đường cho Di đi tìm phòng trọ. Có. Anh đâu có đi rồi. Ê, em đi ha anh à. Chúc mọi người luôn luôn bình an. Dạ. Bây giờ mình ra đường này ha anh. Dạ dạ. Ủa chứ mình đi dọc lại hả? Dạ dạ dạ. Dạ dạ. Dạ dạ dạ. Mấy cô mấy chú đây thật là tốt. Duy chẳng có mua ủng hộ được gì hết, mấy cô mấy chú nhiệt tình chỉ cho Duy. Nhà trọ mà 80-100 ngàn dễ rẻ. Dạ. Rồi Duy chia tay tất cả mọi người. Anh Đức ơi, dạ con đi cô chú ơi. Dạ. Dạ chị. Em chào chị. Dạ Duy xuống tìm nhà trọ mấy bạn. Thì ở đây người ta nói nhà trọ có 80-100 mà. Ồ, quá rẻ ha.
Lý do là mình đi tìm cái am, thấy không? Am vô cái am cho nên mình mới đi ngược cái đường dưới, còn cái này là đường trên nữa. À. Cái đường này đẹp quá ta. Đường này đẹp. Thác Hồ Than Thở nữa.
mình phải quay cái thác Hồ Than Thở chứ. Đúng rồi, có nhà nghỉ Thanh Tân gần đây mà có thác Hồ Than Thở thì tại sao mình không quay cái thác Hồ Than Thở. Giờ Duy đang đứng trước cái ngã ba là bên trái á, thì đi thị trấn